các bạn. Trong video này kênh Tin Học sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra ổ cứng Seagate còn thời hạn bảo hành hay không. Để thực hiện được điều này thì các bạn truy cập vào Internet và các bạn truy cập vào Google. Các bạn tìm với từ khóa đó là Seagate Warranty Check và các bạn truy cập vào website warranty của Seagate. Ở trong mục này thì các bạn cần quan tâm thứ nhất đó là số serial, thì cái số này các bạn có thể xem ở trên lưng của ổ cứng của chúng ta và các bạn nhập dãy số serial vào trong này. Bây giờ mình sẽ thử test một ổ cứng của mình. Ở đây các bạn chú ý ở trên ổ cứng ở cái mục số serial number, đó chính là chữ SN 2 chấm. Sau đó các bạn gõ cái mã số đó vào trong cái ô này. Tiếp theo ở trong mục modem thì các bạn ở ngay phía dưới serial number sẽ có một cái dãy số đó là ST3, thì mỗi số sẽ có một cái modem có thể là khác nhau hoặc cũng có thể modem có thể là giống nhau. Và các bạn chọn khu vực còn bảo hành. Nếu các bạn ở khu vực Việt Nam thì các bạn chọn quốc gia là Việt Nam để chúng ta xem ổ cứng của chúng ta ở khu vực Việt Nam có còn được bảo hành hay không. Và trên hình các bạn nhập cái dãy số mà các bạn thấy được ở trên hình, ở đây là 1733. Tiếp theo là các bạn bấm vào nút submit. Và các bạn thử kiểm tra lại ở trong mục Seagate part number có trùng với lại ở trên cái ổ cứng của chúng ta hay không. Trên ổ cứng sẽ là ở trong cái mục đó là PN. Ở đây ổ cứng của mình trong cái mục warranty status thì ổ cứng của mình đã hết hạn bảo hành, sẽ ghi là out of warranty, hoặc một số bạn sẽ nhận được cái thông báo là còn thời hạn bảo hành thì nó sẽ ghi cái ngày tháng năm ở trên này, hoặc có một số bạn sẽ nhận được cái thông báo đó là cái ổ cứng này là ổ cứng được gắn theo máy bộ, thì chúng ta phải liên hệ với cái người cung cấp cái bộ máy của chúng ta để được bảo hành. Thì hy vọng rằng với cách này các bạn có thể kiểm tra xem ổ cứng của chúng ta còn được bảo hành hay không. Nếu trong quá trình còn bảo hành mà ổ cứng bị lỗi thì các bạn có thể mang ổ cứng chúng ta đến trung tâm bảo hành của Seagate hoặc là nơi bán thiết bị ổ cứng này cho chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn có thể bấm vào nút thích hoặc bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh Tin Học. Chúc các bạn thành công.